Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ đến nhanh những thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 12 tháng 8. Thì trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký nha, để video của mình được sớm đến tay mọi người nhanh hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì thông tin đầu tiên chính là xã Quế Sơn, huyện Châu Thành phát đi thông báo khẩn. Thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Quế Sơn thông báo khẩn đến nhân dân trên địa bàn xã Quế Sơn như sau. Những ai có tiếp xúc gần với bà TTDT sinh năm 1982 là tiệm tạp hóa Thanh Sang gần nhà trọ Thanh Sang, đầu lộ mới quốc lộ 57B thuộc ấp Quế An là ấp 3, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, làm nghề bán rau cải, có bỏ xỉ và lẻ ở các xã lân cận. Thì thời gian là từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8 năm 2021, thì khẩn trương đến trạm y tế xã Quế Sơn, gọi là trạm y tế gần nhất để khai báo y tế. Thì vì sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng thì đề nghị mọi người hãy trung thực khai báo để được hỗ trợ. Và thông tin tiếp theo là cũng tại Châu Thành, 8 người tụ tập đánh bạc trong lúc xã hội đang giãn cách. Thì 7 người là nữ, 1 người là nam, tụ tập chơi bầu cua ăn tiền trong lúc toàn tỉnh Bến Tre thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, thì bị xử phạt tổng số tiền là 169 triệu đồng. Thì cũng trong ngày hôm nay, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về việc hướng dẫn quy trình về quê Bến Tre đợt 2. Thì bà con về Bến Tre đợt 2 sẽ thực hiện theo quy trình như sau: là tiêm vaccine xong, xét nghiệm nhanh và lên xe về quê. Thì bà con đã xét nghiệm nhanh và đã tiêm vaccine Covid mũi 1 thì chưa đủ thời gian cho mũi 2 thì bỏ qua các mục tiêm vaccine và xét nghiệm nhanh. Tiêm vaccine trước một ngày, hôm sau xét nghiệm nhanh, tập trung lên xe về quê. Thì địa điểm tiêm vaccine và xét nghiệm nhanh sẽ tập trung về quê là trung tâm hội nghị White Place ở số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tiêm vaccine Covid theo thời gian ở các huyện như sau, thì đính kèm danh sách đã duyệt nha: huyện Bình Đại, Dòng Trơm, Chợ Lách thì 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Ba Tri là 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre là 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8. Lưu ý, tiêm vaccine là ăn uống đầy đủ và mặc áo tay ngắn, đem theo giấy tờ tùy thân, giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, đem theo bút và viết. Bà con có bệnh nền thì đem theo giấy và toa thuốc của bác sĩ. Bà con đã tiêm vaccine mũi 1 thì nhớ mang theo phiếu xác nhận. Thì tuân thủ 5K, xét nghiệm nhanh và lên xe về quê theo thời gian của ở các huyện như sau và đã đính kèm theo danh sách. Thì huyện Bình Đại, Dòng Trơm, Chợ Lách là 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8. Huyện Thành Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Ba Tri là 7 giờ ngày 16 tháng 8. Huyện Mỏ Cày Bắc, thành phố Bến Tre là 7 giờ ngày 17 tháng 8. Chi phí xét nghiệm nhanh và tiêm vaccine lần này là được hỗ trợ. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó là Ba Tri là 2 ca, 1 ca là ở An Ngãi Tây, đây là ca ngoài cộng đồng nha, và 1 ca ở An Thủy. Châu Thành là 1 ca là ở Quế Thành, liên quan đến ổ dịch khoa nội A bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã được cách ly từ trước đó. Thì ngày hôm qua mình cũng đã đưa tin liên quan đến khoa nội A bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Thì tất cả các ca mà ở bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đều đã được cách ly trước đó, còn nhưng mà họ có địa chỉ ở các huyện nhưng mà không có liên quan đến các huyện nha, do họ chỉ có địa chỉ thôi, nhưng họ đã được cách ly ở khoa nội A bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu rồi. Và thành phố Bến Tre là 1 ca là ở Bình Phú, là do test nhanh sàng lọc dương tính, chưa được cách ly y tế trước đó. Đây cũng là được tính là 1 ca cộng đồng nha mọi người. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 2 ca và 2 ca phát hiện ngoài cộng đồng, thì mình cũng đã thông báo ở trên. Thì số ca tính đến ngày hôm nay ở Bến Tre là 1.238 ca, số ca tử vong trong ngày là 3 ca, trong đó là Thành Phú là 1 ca, Bình Đại 1 ca và Dòng Trơm 1 ca. Thì tính đến nay Bến Tre có 25 ca tử vong. Số ca ra viện trong ngày hôm nay là 92 ca. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 567 ca ra viện. Thì tính đến từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 14 ca mắc Covid-19 mới. Thì thông tin nhanh về 2 ca tử vong 23 và 24. Thì ca số 23 tử vong là nam, sinh năm 1967, có địa chỉ khu phố 2, thị trấn huyện Thạnh Phú. Tử vong ngày 10 tháng 8, nhập viện ngày 8 tháng 8. Chẩn đoán sau cùng là di căn phổi, xương khúc mạc, nhiễm SARS-CoV-2. Ca thứ 24 tử vong là nữ, sinh năm 1940, có địa chỉ tại Bình Thới, huyện Bình Đại. Thì tử vong ngày 11 tháng 8, nhập viện ngày 8 tháng 7. Chẩn đoán tử vong sau cùng là Covid-19 mức độ nặng, tăng huyết áp và di chứng tai biến mạch máu não.
thì hai ca, còn ca tử vong còn lại là ở Dòng Trơm. Mình sẽ cung cấp thông tin vào những cái bản tin tiếp theo. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.